nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rửa khe đếm khi chúng ta chạy. Mà cái WBC nó bị lốc ấy, thì lúc này cái khe đếm của chúng ta là bị tắt rồi. Bây giờ cái thao tác chúng ta là làm sạch khe đếm. Khi khe đếm nó bị bẩn ấy, cần làm sạch theo các cái bước như sau. Trước hết là ta cần xả hết hóa chất trong buồng đếm. Ta vào select, chọn phím số 7, di chuyển chuột xuống lên số 7 maintenance. Sau đó chúng ta bấm phím 4 để lên cái hết cái hóa chất ở trong cái buồng pha loãng đi. Sau đó lên xong á, màn hình xuất hiện như thế này thì chúng ta tiến hành tắt máy, tiến hành tắt công tắc nguồn và chúng ta chờ khoảng 30 giây. Chúng ta sẽ tiến hành mở cái nắp của máy ra, mở nắp ra, dùng tay chúng ta vặn cái núm này. Đây, chúng ta thấy hai cái buồng của khối đếm. Chúng ta tháo hai cái nút nhựa này ra, lúc này chúng ta dùng cái chổi này, chúng ta sẽ dùng cái hóa chất Cell Clean này của Celltech này, của Simex của hãng. Chúng ta nhúng chổi vào cái hóa chất, nhúng chổi vào đây. Chúng ta cho vào, chúng ta thực hiện thao tác rửa cái khe đếm. Cái này chúng ta gọi như kiểu chúng ta ngoáy tay đấy, nhưng mà dùng chổi chúng ta rửa sạch cái khe đếm này đi. Tiếp tục làm bên buồng bên còn lại. Chúng ta có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Làm vài lần. Sau khi xong rồi ấy, thì chúng ta lại đậy lắp lại như cũ. Rồi, tôi đóng lại. Rồi, cái thao tác xong thì bọn ta tiến hành bật máy. Bật máy này. Chờ máy mồi hóa chất và chạy bánh ra. Nếu cái bước này mà khi chạy bách ra mà không đạt á, thì chúng ta tiến hành chạy rửa tự động thêm một lần nữa. Sau khi kết thúc thì cần chắn lại cái đầu chổi chúng ta vừa đấy là bằng nước cất. Đây, cái chổi là bằng nước cất, chúng ta rửa bằng nước cất đi cho sạch và chúng ta bảo quản cẩn thận. Các bạn đừng có để nó thất lạc mất cái chổi này nhé. Cái chổi nó rất quan trọng ạ.
Rồi chúng ta chờ, tiếp tục chờ đi, chờ nó mồi và chạy bẫy ra xem có đạt không. Quá trình này mất được khoảng vài phút đấy. Rồi vậy là quách dao chúng ta tốt rồi, mà là cái quá trình rửa cái khe đếm của chúng ta thành công. Sau đây là các bạn thực hiện chạy mẫu bình thường. Hướng dẫn của tôi đến này hết, xin chào các bạn.